Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Video này sẽ gửi tới anh chị mình một căn nhà xây mới nằm trong khu dân cư tại thành phố Di An. Nhưng mà chỉ có 3 tỷ 300 triệu thôi anh chị nha. Giá này quá ok luôn, đang rất là rẻ, rất là hời luôn. Anh chị nào mà đang tìm nhà thành phố Di An nằm trong khu dân cư, nhà một trệt một lầu sổ hồng riêng. Sổ hồng riêng anh chị nha. Đây căn này này. 3 tỷ 3 này, 3 tỷ 300 triệu. Ở đây thì em có hai căn lận, hai căn anh chị, hai căn đồng giá. 3 tỷ 3, 3 tỷ 3. Hai căn như nhau quý anh chị nha. Đây. Review anh chị mình căn này, ngang 4,5 m, dài gần 15. Chỗ này là khu dân cư này quý chị. Đây. Đường này rải nhựa lọt lòng 6 m, vỉa hè mỗi bên 3 m nữa là đâu đó khoảng 12 m nhá. Vỉa hè cây xanh, khu dân cư hiện hữu, ở trong đây nhà nào cũng xây như nhau. Tất cả các căn nhà ở trong đây đều xây một trệt một tầng lầu quý chị. Đường nhà mình đường thông hai đầu, đường thông bàn cờ anh chị nhá. Căn nhà hôm nay review anh chị mình đây. Nhà sổ hồng riêng, mua bán chuyển nhượng sang tên luôn. Bên em chỉ review và nhận ký gửi tất cả các bất động sản có sổ, sổ sẵn nên anh chị yên tâm nhá. Bên em mua bán là sổ riêng hết nhá. Có thể mua bán chuyển nhượng sang tên bất cứ lúc nào nếu anh chị mình muốn. Nhà mình tại phường Tân Bình, thành phố Di An, nằm trên trục đường Lê Hồng Phong. Ra đường Lê Hồng Phong 100 m thưa quý anh chị, đúng 100 m là ra tới đường trục đường Lê Hồng Phong. Ngoài ra nhà của mình có thể di chuyển ra vòng xoay An Phú, khu công nghiệp V-Ship 1 của thành phố Thuận An và ngã tư Chiêu Liêu của thành phố Di An. Những 3 vị trí em vừa nêu tên ở dưới 1 km hết quý anh chị nha, dưới 1 km hết nhá. Nhà mình là tại thành phố Di An nhưng mà mình di chuyển ra vòng xoay An Phú và khu công nghiệp V-Ship 1 cũng chỉ tầm đâu đó 1 km. Còn nếu mà xuống ngã tư Chiêu Liêu của phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An thì cũng chỉ có 1 km quay đầu. Thì đây là một căn nhà xây mới hoàn toàn, xây mới 100% và giá bây giờ bán là rất là rẻ quý anh chị. Giá bây giờ giảm chỉ còn 3 tỷ 3, 3 tỷ 3 cần bán gấp anh chị nhá, cho một căn nhà mới toanh luôn. Đấy. Hôm nay em Hải review để anh chị tham khảo. Căn này vừa mới giảm giá nên là em xuống em quay phim lại dành cho những anh chị nào mà đang cần tìm nhà tại thành phố Di An với những căn nhà mới mà ở phân khúc loanh quanh 3 tỷ 3 thì anh chị hãy tham khảo ngay căn nhà này. Nhà ngang 4,5 m và dài gần 15 với diện tích tổng của căn này là 64 m, sổ hồng riêng, nằm trong khu dân cư, quy hoạch đồng bộ, vỉa hè cây xanh, điện nước đầy đủ anh chị nha. Công năng sử dụng nhà có 3 phòng ngủ. Thế bây giờ em sẽ review cho anh chị mình xem chi tiết hơn. Khu vực phòng bếp của nhà mình đây, bếp trên bếp dưới đầy đủ hết anh chị nha. Ở cuối đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh của mình, nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt đây quý anh chị. Nhà vệ sinh này cũng tương đối rộng nha, labo bồn cầu đầy đủ hết quý anh chị. Nhà mình là hướng tây bắc dành cho anh chị nào cung mệnh tây tứ trạch quý anh chị nha. Đấy thì anh chị này quan tâm những cái căn nhà mà hướng tây tứ trạch thì căn này là hướng tây bắc đó. Nói chung cũng có nhiều anh chị cũng không cần xem hướng, có nhiều anh chị rất là xem hướng nên là em cũng đưa hướng vào cho anh chị mình biết luôn. Em cũng nói cái hướng nhà luôn để cho anh chị mình nào mà phù hợp thì anh chị mình sẽ đi xem. Anh chị muốn đi xem nhà thì cứ điện trước cho em Hải đâu đó 30 phút để em sẽ dẫn anh chị mình xem. Không chỉ dẫn mỗi căn này mà nếu mà anh chị nào muốn dẫn thêm những căn khác em sẽ dẫn anh chị mình xem luôn nha. Bên em có rất là nhiều nhà. Thành phố Di An. Thành phố Thuận An. Ở trên đây nè quý chị sẽ có 3 cái phòng ngủ, một phòng thờ và phía sau có một sân sau nhỏ. Đây, phòng thờ này. Chỗ đây thì gia chủ thiết kế như thế này quý chị. Phòng thờ của mình ở đây. Phòng thờ thì nó cũng hơi nhỏ một chút xíu. Thì chỗ này cũng có cái bậc cầu thang để mình lên phòng thờ. Còn phía sau, đây là phía sau căn nhà, phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 1 của nhà mình nè quý chị. Đó. Có đi ống đồng sẵn hết rồi nhá. Rồi. Đây là phía chỗ này là cuối nhà, giếng trời, đây giếng trời quý vị. Phía sau này cuối là có một cái sân sau và một cái giếng trời lên tới trên nóc nhà này quý vị. Chỗ này thì mình phơi đồ quý chị nhá, cũng được. Đây, nhà vệ sinh đây, nhà vệ sinh của mình quý vị. Ở phía trước này sẽ có thêm hai cái phòng ngủ phía trước nữa quý chị nhá. Phòng thờ ở đây thì gia chủ thiết kế phòng thờ ở đây. Còn nếu mà nhà mình muốn phòng thờ lớn hơn thì mình có thể làm ở phía trước đó quý chị nha. Thì nếu mà trước đó làm phòng thờ thì nhà mình chỉ còn hai phòng ngủ thôi. Đó. Còn nếu mà quý anh chị mình làm phòng thờ ở đây thì nhà mình sẽ có 3 phòng ngủ anh chị nha. Đây, phòng ngủ số 2 đây. Căn này 64 m và thổ cư hết, nằm trong khu dân cư nên là thổ cư hết anh chị nha. Đây, thêm một cái phòng thờ nữa. Quên, thêm một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này có thể làm phòng thờ, đó là tùy quý anh chị ha. Đấy. Rồi, 3 tỷ 300 triệu cho căn nhà xây mới 64 m², ngang 4,5 m và dài gần 15, hướng Tây Bắc. Nằm trong khu dân cư và thổ cư 100%, quy hoạch đồng bộ, đường thông hai đầu, đường thông bàn cờ. Chỗ này gần với trục đường Lê Hồng Phong tại phường Tân Bình, thành phố Di An, ra đường Lê Hồng Phong 100 m thôi.
Đường trước nhà, đường thông bàn cờ, đường 12m, khu dân cư ở kín rồi. Ở đây một trệt một lầu hết quý anh chị nha. Rồi anh chị yêu thích căn nhà 3 tỷ 3 này, liên hệ ngay em Hải mình đi xem nhà, em sẽ hỗ trợ anh chị mình. Video em Hải xin phép dừng lại, em xin cảm ơn ạ.